Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với quân đội Nga. Quân đội Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng hợp tác với phía Nga trong một số lĩnh vực và sẽ tổ chức nhiều cuộc tập trận, tuần tra chung trong tương lai. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei ngày 30 tháng 3 cho biết quân đội nước này sẵn sàng hợp tác với quân đội Nga để tăng cường hoạt động liên lạc và phối hợp chiến lược. Theo ông Tan, hai quốc gia sẽ cùng nhau thực hiện các sáng kiến an ninh toàn cầu cũng như tăng cường lòng tin quân sự lẫn nhau. Hai nước dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tuần tra chung trên biển, trên không và các cuộc tập trận chung. Tuyên bố của phía Bắc Kinh được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hồi đầu tháng. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định các nguyên tắc hợp tác giữa hai quốc gia và nhất trí cải thiện quan hệ song phương và phối hợp quân sự. Theo ông Tan, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với quân đội Nga để thực hiện đầy đủ sự đồng thuận quan trọng mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được. Ông Tan cho biết mối quan hệ hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng sâu sắc, nhưng nhấn mạnh rằng chúng không giống như một liên minh chính trị quân sự sống thời chiến tranh lạnh. Theo quan chức này, quan hệ giữa hai bên có bản chất không liên kết, không đối đầu và không nhằm mục tiêu vào các nước thứ ba. Vào hôm 25 tháng 3, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24, Tổng thống Putin tuyên bố: "Chúng tôi không thiết lập bất kỳ liên minh quân sự nào với Trung Quốc. Chúng tôi hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Chúng tôi không che giấu điều đó, nhưng mọi thứ đều minh bạch, không có gì bí mật ở đây." Trong khi đó, Mỹ xem việc Nga và Trung Quốc ngày càng xích lại gần nhau là xu thế đáng lo ngại. Washington và các đồng minh NATO gần đây liên tục bày tỏ quan ngại kịch bản Trung Quốc được cho là đang cân nhắc cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cấp vũ khí cho Nga. Thay vào đó, Bắc Kinh khẳng định đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine, bao gồm cả đề xuất hòa bình. Mỹ, Hàn diễn tập tấn công bờ biển. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc điều hàng nghìn binh sĩ tới tàu đổ bộ, trực thăng cùng tập kích tàng hình tham gia diễn tập tấn công bờ biển. Thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 29 tháng 3 thông báo cùng Mỹ tổ chức diễn tập tấn công bờ biển tại khu vực Pohang, cách thủ đô Seoul khoảng 272 km về phía đông nam. Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ tập trận Sangyong, dự kiến kéo dài tới ngày 3 tháng 4. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc điều khoảng 30 chiến hạm, trong đó có tàu đổ bộ Rostov-Don, tàu USS Mackinac Island, cùng 50 phương tiện tấn công đổ bộ và 70 máy bay, trong đó có tiêm kích F-35B và trực thăng tấn công AH-64. Khoảng 2.200 lính thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc diễn tập này. Cuộc diễn tập bắt đầu khi tiêm kích của Mỹ và Hàn Quốc oanh tạc phòng tuyến giả định của đối phương để dọn dẹp chướng ngại vật, mở đường cho lực lượng đổ bộ. Các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc sau đó đổ bộ bằng thiết giáp đụng nước, tàu đệm khí, trực thăng MUH-1 Baryon và MV-22 Osprey. Tấn công bờ biển là chiến lược được thiết kế để chiếm một khu vực lãnh thổ của đối phương, không phải để phòng ngự. Tuy nhiên, đại tá Samer Meyer, chỉ huy đơn vị viện chính thủy quân lục chiến số 13 của Mỹ khẳng định, cuộc diễn tập tấn công bờ biển ở phía nam Hàn Quốc không phải hoạt động khiêu khích. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây tiếp tục leo thang khi Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản, trong khi Triều Tiên cũng tổ chức nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí mới để đáp trả. Triều Tiên trong tháng này phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo, trong đó có tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17 nhằm phản ứng với các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các hoạt động như vậy của Washington và Seoul, coi đây là bằng chứng cho thấy hai nước có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Chia sẻ dữ liệu hạt nhân với Nga. Mỹ thông báo sẽ ngừng chia sẻ một số dữ liệu về lực lượng hạt nhân của họ với Nga sau khi Nga tạm dừng tham gia hiệp ước START mới về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai nước. Theo luật pháp quốc tế, Mỹ có quyền đáp trả việc Nga vi phạm hiệp ước START mới bằng cách thực hiện các biện pháp đối phó tương xứng và có thể đảo ngược để khiến Nga quay trở lại tuân thủ các nghĩa vụ của mình. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 28 tháng 3 cho biết. Ông Kirby giải thích thêm, điều đó có nghĩa là do Nga tuyên bố tạm ngừng tham gia START mới là không hợp lệ, nên Mỹ được phép tạm ngừng chia sẻ dữ liệu. Nga đã không tuân thủ đầy đủ và từ chối chia sẻ dữ liệu 6 tháng một lần như đã đồng ý với hiệp ước START mới. Vì họ từ chối tuân thủ nên chúng tôi có quyết định không chia sẻ dữ liệu đó, ông nhấn mạnh. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ngoại trừ những dữ liệu chia sẻ định kỳ trên, Mỹ vẫn cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho Nga theo hiệp ước. Hồi tháng 2, Nga thông báo tạm ngừng tham gia hiệp ước START mới. Đây là thỏa thuận kiểm soát vũ khí còn hoạt động duy nhất giữa hai cường quốc hạt nhân kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung vào năm 2019. START mới đạt giới hạn về số lượng đầu đạn hạt nhân mỗi bên được triển khai cũng như các phương tiện mang những khí tài này. Theo hiệp ước được ký năm 2010 và gia hạn đến năm 2026, Moscow và Washington cam kết triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân. Đó cũng quy định mỗi bên không được vượt quá 700 tên lửa đạn đạo lên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạt nhân được triển khai. Tổng số phương tiện vận chuyển hạt nhân chiến lược không được vượt quá 800. Nga cáo buộc Mỹ đã phá hủy khuôn khổ pháp lý để kiểm soát vũ khí. Tháng 8 năm ngoái, Moscow đình chỉ hoạt động thanh sát theo hiệp ước, đổ lỗi cho các hạn chế đi lại do Washington và các đồng minh áp đặt lên Nga sau chiến sự.
Theo diễn biến mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine tại điểm nóng Bakhmut, mới đây ông Andrei Makarenko, quan chức thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho rằng việc Ukraine điều lực lượng tinh nhuệ tới Bakhmut cho thấy tình thế tuyệt vọng đối với quân đội Kiev tại đây. Ông Makarenko nhận định việc chỉ huy quân đội Ukraine cố gắng triển khai các lực lượng tinh nhuệ và binh lính do phương Tây huấn luyện tới Bakhmut và sử dụng họ làm lính bộ binh trong cuộc chiến giành thành phố cho thấy tình thế tuyệt vọng của quân đội Ukraine tại đây. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền thanh Komsomolskaya Pravda ngày 27 tháng 3, ông Makarenko nói rằng các phương tiện truyền thông Ukraine tràn ngập tin tức nói rằng các đơn vị biệt kích đang được điều động đến Bakhmut để chiến đấu như lính bộ binh. Điều này cho thấy tình hình hiện tại rất nguy cấp đối với lực lượng phòng thủ Ukraine. Ông Makarenko cũng cho rằng quân đội Ukraine đang mất 200 binh sĩ mỗi ngày ở Bakhmut. Bakhmut nằm ở khu vực do Kiev kiểm soát tại Donetsk và là nút giao thông quan trọng trên tuyến tiếp vận cho quân đội Ukraine ở Donbass. Đây là nơi diễn ra những trận giao tranh khốc liệt nhất hiện nay. Tuần trước, ông Ian Gagin, cố vấn của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, thành phố này thực tế đã bị lực lượng Nga phong tỏa hoàn toàn và tất cả các con đường ra vào thành phố đều nằm trong tầm kiểm soát của pháo binh Nga. Ông Gagin nói rằng các lực lượng Nga đã giải phóng khoảng 70% Azovmoscow. Ông Zelensky thăm tiền tuyến tại Zaporizhia. Tổng thống Zelensky thăm khu vực Ukraine kiểm soát ở Zaporizhia và gặp các binh sĩ trong bối cảnh Nga tăng cường tiến công tại tỉnh này. Tôi đang ở vị trí tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia, tự hào được có mặt tại đây, bên cạnh quân đội của chúng ta. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram hôm nay. Hình ảnh được công bố cho thấy ông Zelensky gặp gỡ và trao huy chương cho nhiều binh sĩ, sau đó nghe báo cáo về tình hình chiến sự trong khu vực. Chuyến thăm diễn ra cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang tiếp tục chiến dịch tiến công chủ động ở 6 hướng gồm Donetsk, Nam Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Kupyan và Lyman. Lực lượng thuộc cánh quân đông đã tiêu diệt các đơn vị quân đội Ukraine tại thị trấn Malytomakha và Chebaki thuộc tỉnh Zaporizhia. Một trực thăng Mi-8 của đối phương cũng bị bắn rơi gần làng Temirovka tại tỉnh này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay. Zaporizhia là một trong 4 tỉnh Nga sáp nhập hồi tháng 10 năm ngoái, bên cạnh các tỉnh Donetsk, Lugansk và Kherson. Động thái diễn ra sau khi các khu vực này tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga. Nga đang kiểm soát khoảng 97% diện tích tỉnh Lugansk, 70% diện tích tỉnh Zaporizhia và Kherson, hơn 50% diện tích tỉnh Donetsk. Dù Nga kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở phía nam tỉnh Zaporizhia, nhưng thành phố thủ phủ cùng tên và một phần phía bắc vẫn do Ukraine nắm giữ. Moscow tuyên bố sẽ đẩy lực lượng Kiev ra khỏi khu vực này. Chef Henzerin, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền Nam của Ukraine hồi tháng 1 nhận định, Nga tăng hiện diện ở chiến tuyến đông nam tỉnh Zaporizhia, có khả năng mở đợt tiến công lớn tại đây. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố đã tấn công, chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Zaporizhia và kiểm soát được nhiều vị trí thuận lợi.